Xin chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình tụ tập bóng đá của kênh VPL Pass. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải qua 90 phút hồi hộp căng thẳng và đầy kịch tính cùng với hai đội bóng đang có chuỗi thành tích hoàn toàn trái ngược nhau ở thời điểm hiện tại. Quý vị đang theo dõi những hình ảnh được tường thuật trực tiếp trên kênh VPL Pass và tôi cùng với bình luận viên Kiên Đắc Kỳ rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi Kiên Đắc Kỳ sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Ở rất gần khung thành của thủ môn. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Trọng tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi. Theo tôi thì tình huống quả bóng này hoàn toàn xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ vàng. Bắt cú sút. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Pha xử lý rất hay. Đấy đâu, không thành công. Đó là tình huống tấn công rất nguy hiểm và chỉ một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng. Họ đang cho thấy được sức mạnh của mình. Ngăn chặn kịp thời, rất bình tĩnh, vẫn còn. Để mất bóng rồi. Sẽ có một tình huống ngang biên. Trong tầm kiểm soát của đối phương. Đó là một tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ vàng được rút ra. Sóng gió trước cầu môn. Không vào. Đó là một tình huống mà các hậu vệ đã truy cản rất quyết tâm. Và cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này chỉ dừng lại là một tình huống nguy hiểm. Chuyển về phía sau.
xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Tỷ số trận đấu là 1-0 và có lẽ trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Để biết kết quả các trận đấu, các bạn có thể soạn tin nhắn NHA cách vòng đấu và gửi tới 3508. Có kết quả là tin nhắn về. Ngăn chặn kịp thời. Pha bóng rất cố gắng. Có thể về ve đúng đội ở phía trước. Đường truyền về cho thủ môn.
sẽ có. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình.